Nguyễn Trãi từng bị xóa tên khỏi dòng họ. Nguyễn Trãi chào đời năm Canh Thân 1380 tại kinh thành Thăng Long. Trong tư dinh của ông ngoại là quan đại tư đồ Trần Nguyên Đán, như người đời vẫn thường kính trọng gọi là Băng Hồ Tiên Sinh. Nguyễn Trãi là con của ông Nguyễn Ứng Long với mẹ là bà Trần Thị Thái, tức công nương Ngọc Điền, người con gái thứ ba của quan đại tư đồ. Năm 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi vua, đặt tên nước là Đại Ngu. Cũng trong năm đó, triều đình đã mở khoa thi hội đầu tiên ở Tây Đô để chọn hiền tài. Ngoài ra, nhà Hồ còn mời một số danh sĩ có tiếng trong nước ra làm việc. Cha của Nguyễn Trãi cũng ở trong số người đó, và việc này làm cho ông khó xử khi mang tiếng chạy theo triều mới. Nguyễn Ứng Long cho mời con trai cả là Nguyễn Tác và Nguyễn Trãi ra hỏi chuyện. Nguyễn Tác phản ứng quyết liệt, còn Nguyễn Trãi hiểu lòng cha, ông thưa: Thưa cha, là một kẻ sĩ trong thiên hạ, con nghĩ rằng chúng ta phải suy xét kỹ việc nhà Hồ lên thay nhà Trần. Việc họ Hồ xoán ngôi nhà Trần thực cũng như nhà Trần đã từng xoán ngôi của nhà Lý, vậy thôi. Cho nên theo con nghĩ, dòng họ nào cũng vậy, vấn đề họ có biết vì nước, vì dân hay không. Anh Tác, anh trai của Nguyễn Trãi nhìn ông và nói: Gia đình ta, anh biết, em là người có học nhất. Thế em có biết câu "Tôi trung không thờ hai vua" của Nho Gia chúng ta không? Lời hai con, đứa nào cũng có lý cả. Chúng ta là những kẻ có học nên luôn luôn phải tâm niệm sống sao cho đúng với đạo Tam Cương Ngũ Thường, với trung, hiếu, tiết, nghĩa. Phải hết lòng phụng sự cho vua, cho nước, cho dân. Đấy cũng là lời dạy của Đức Thánh Khổng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ lấy. Chúng ta trung thành với vua, nhưng lớn hơn điều ấy là trung thành với dân, với nước của mình. Đấy là tinh thần của nhà Nho chúng ta. Đúng vậy, dân quý nhất, xã tắc thứ nhì, địa vị của vua dưới dân và xã tắc. Qua một số việc làm gần đây, ta nhận thấy nhà Hồ cũng đang thực tâm làm cho dân, cho nước. Vì vậy, cha muốn đem tài hẹn sức mọn của mình ra phục vụ nhà Hồ, cũng chính là phục vụ cho dân, cho nước. Mùa xuân năm Canh Thìn 1400, năm Thánh Nguyên thứ nhất, Nguyễn Trãi lều chóng lên đường ứng thi. Ông thi đỗ thái học sinh, tương đương với tiến sĩ, được bổ vào làm ở ngự sử đài chánh trưởng. Còn cha của ông, Nguyễn Ứng Long, được cử làm học sĩ Điện Hàn Lâm kiêm tư nghiệp quốc tử giám. Ngày nhận chiếu vua ban chức, cha ông đã đổi tên Nguyễn Ứng Long thành Nguyễn Phi Khanh, còn Nguyễn Trãi được ông đặt hiệu là Ức Trai. Cũng vì việc này mà họ Nguyễn đã tuyên bố xóa tên hai cha con ông khỏi gia phả họ Nguyễn.